Mình là Huệ và ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với chuyên mục giới thiệu về top 5 mẫu ghế sofa đang được nhiều người ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Bạn là người trẻ nhưng lại thích sự sang trọng và đẳng cấp, tuy nhiên không gian phòng khách của nhà bạn lại không cho phép để sở hữu được một bộ bàn ghế sofa hoành tráng, đồ sộ. Vậy thì những mẫu ghế sofa nào sẽ phù hợp với gia đình của nhà bạn cũng như giúp bạn thể hiện được cá tính, phong cách trong thiết kế nội thất của nhà mình? Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về top 5 mẫu ghế sofa vàng có tông màu da bò. Mình tin chắc rằng sau khi xem 5 mẫu ghế sofa vàng màu da bò này, bạn sẽ chọn được một sản phẩm phù hợp nhất với gia đình nhà mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về top 5 mẫu ghế sofa vàng có tông màu da bò nhé.